Để miêu tả một bộ phim thì thông thường bạn sẽ nói gì? Phim này là phim hài, phim kia là phim xến, phim đó là phim hài xến. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ nói về thể loại phim với chủ đề là dòng phim Neo-Noir. Noir là tiếng Pháp, nghĩa là đen. Neo là tiếng Hy Lạp, nghĩa là mới. Neo-Noir thì lại là tiếng Anh, nghĩa là phim đen moi. Mà có phim đen mới thì chắc chắn là có phim đen cũ. Phim đen cũ hay là phim noir cổ điển thì đã làm mưa làm gió ở Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Nói đơn giản thì nó là phim siêu anh hùng của những năm 40 và 50. Nhưng mà thời đại nào rồi cũng đến lúc suy tàn như Marvel bây giờ. Sau gần 20 năm làm bố thì phim đen bị đóng hòm vào cuối những năm 50. Đến những năm 70 thì một bản vá được tạo ra cho nó hợp thời, gọi là phim đen mới và tiếp tục được sản xuất cho đến ngày nay. Về cơ bản thì những điểm nổi bật cũng không thay đổi. Nhưng mà tại sao chủ đề video này lại là phim Neo Noir chứ không phải là phim noir nói chung? Đó là vì phim noir cổ điển thì đã quá cũ, rất khó để tìm kiếm tại Việt Nam. Mà nếu bạn có kiếm được thì bạn cũng phải có một trình độ tiếng Anh nhất định để xem. Tại vì thường thì người ta không bao giờ làm sub cho phim trước năm 60. Thôi, bây giờ thì vào nội dung chính của video. Đầu tiên thì phải nói là phim noir là gì? Đơn giản hóa thì nó là những bộ phim tội phạm kinh phí thấp được chuyển thể từ những tiểu thuyết cục xúc tại Mỹ những năm 30. Khi những nhà làm phim trở về từ chiến trường Thế chiến 2, cuộc sống trở nên vô cùng kỳ lạ đối với họ. Những ngôi nhà mới được xây dựng mà họ không thể nhận ra, những cộng đồng mới đã xuất hiện khi họ vắng mặt, những nơi làm việc thì không cần đến họ nữa. Và hệ quả là những bà vợ cũng không còn phụ thuộc vào những ông chồng thất nghiệp. Thế là những cựu chiến binh bị trầm mẹ cảm và trở nên bi quan. Cùng với đó là làn sóng di cư của các đạo diễn phe trục, điển hình như là Fritz Lang hay là Robert Siemack, những người đã được mài giũa bởi trường phái Trưng Biển của Đức. Họ rời bỏ quê hương bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh để tìm kiếm cơ hội mới tại Hollywood. Với cái nền tảng là sự sang chấn hậu thế chiến và những căng thẳng của cuộc chiến tranh lạnh diễn ra ngay sau đó, những con người này đã dùng cái sự tăm tối của thời đại để cùng nhau nâng phim noir lên một tầm cao mới. Phim noir lúc này thì biến thành phim đả đả bù la mao luôn. Dù đã trở nên thịnh hành từ năm 1940, nhưng mà phải đến năm 1946 thì nhà phê bình phim người Pháp Nino Frank mới tạo ra thuật ngữ phim noir để gọi dòng phim này. Nhưng mà những tranh cãi đã liên tục xảy ra. Liệu nó có thực sự là một thể loại hay chỉ là một xu hướng hoặc là một phong cách làm phim? Một thể loại phim thường được định nghĩa bởi tông phim, chủ đề, đối tượng khán giả, v.v. Nhưng mà đối với phim noir thì nó gian gian díu díu mập mờ như cái tên của nó vậy. Mỗi phim đen bất kỳ đều có thể dễ dàng sắp xếp vào một thể loại khác, từ phim tội phạm, phim trộm cắp, phim kinh dị, cho tới phim lãng mạn hay là phim hạng B. Vậy thì đặc trưng của phim noir là gì? Trên thực tế thì nó không có bất cứ một quy tắc chung nào cả, vì thuật ngữ này ra đời sau 6 năm khi mà phim noir bắt đầu được sản xuất. Nhưng mà có một số yếu tố cơ bản mà chúng ta có thể nhận thấy được. Đầu tiên là cách xây dựng thế giới cực kỳ đà bủ lờ mao đến mức bối bác. Thế giới trong phim noir thường rất là tàn khốc. Dù là đường phố đô thị hay là tiền đồn nông thôn, tất cả mọi nơi đều tràn ngập tội ác và bạo lực, không có lối thoát, không có sự tha thứ. Nhân vật trong phim noir thường là bản tính và lạc lối, mất đi niềm tin vào cuộc sống và không đáng tin cậy. Ai ai cũng sẵn sàng lừa đảo đâm sau lưng người khác, kể cả cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát. Tất cả nhân vật trong phim thì đều thấm nhuần cái tư tưởng là người không vì mình trời tru đất diệt. Nhân vật chính luôn mang tính anti-hero, nếu không phải là một anh thám tử tư thì là một tên tội phạm, hoặc là ít nhất là một người có quá khứ mờ ám, với tư cách đạo đức là một dấu hỏi chấm to đùng. Nhân vật nữ trong phim noir thì thường có hai hướng, một là công dung ngôn hạnh, dịu dàng, đáng yêu, không thì là femme fatale, là những hot girl đĩ thoã giả tạo, xảo quyệt, gian manh, là cái bẫy chết người đối với cánh đàn ông. Nó khá là khác với những chuẩn mực đạo đức được chấp nhận. Và sau khi xem khá là nhiều đầu phim của dòng phim này, tôi có thể tự tin mà nói là không có thể loại nào tối hơn thể loại phim đen. Tối theo cả nghĩa đen luôn, nghĩa là cách sử dụng ánh sáng trong phim. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ thì Hội đồng Kiểm duyệt Mỹ đã đưa ra những quy định chặt chẽ về mức độ bạo lực và tình dục trong phim, hay còn gọi là luật Hays. Cùng với đó là ngân sách của phim noir thì thường là hạn chế, nên là các nhà làm phim đã phá vỡ một số tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định. Một phần là để phim qua kiểm duyệt, một phần là để bù đắp cho kinh phí thấp. Phim noir thường sử dụng ánh sáng cường độ cao để tạo ra độ tương phản rõ ràng. Rất nhiều cảnh mà nhân vật được bóng tối bao phủ đã trở thành biểu tượng. Ánh sáng yếu cũng được sử dụng để tạo ra những cái bóng đáng ngờ. Về phần bố cục thì thường được sắp xếp không đối xứng, thay vì một bố cục cân bằng theo tiêu chuẩn để tạo hiệu ứng hình ảnh thông qua sự thiếu ổn định trong khung hình. Kết quả là cả phần tiền cảnh lẫn hậu cảnh đều tương đối sắc nét và có tính quan trọng như nhau, không có làm mờ hoặc là tập trung lấy nét gì cả. Trong khi mà các bộ phim tiêu chuẩn cố gắng đạt được sự rõ ràng chân thực thì phim noir lại sử dụng hình ảnh phản chiếu và các góc máy khác thường để tạo ra cảm giác căng thẳng một cách cường điệu, thay vì sử dụng các góc máy ngang tầm mắt thường thấy. Phim noir thì thường có góc máy rất là thấp hoặc rất cao, thậm chí là thay đổi chiều dài ống kính để khiến cảnh quay trở nên dị hợm hơn. Những lúc cần khuếch đại cảm xúc thì cảnh quay cận được sử dụng,
nhưng mà không phải là những cảnh cận trung bình mà là những cảnh cận vãi cả lìn, đến mức chỉ có khuôn mặt của nhân vật trên khung hình, đôi khi là chỉ có mắt hoặc là môi. Điều này thì làm nổi bật những biểu hiện của khuôn mặt, khiến khả năng diễn xuất của diễn viên là một yêu cầu bắt buộc và rất khó để chọn những bình hoa di động hoặc là những con ông cháu cha khi mà casting. Và tất nhiên là những điểm này thì là phim neo noir được thừa hưởng từ phim noir. Vậy thì cái điểm khác biệt của neo noir so với dòng phim noir truyền thống là gì? Thứ nhất là nội dung của phim đen mới thì nó còn đen hơn cả phim đen cũ do không còn sự ràng buộc của luật Hays nữa. Trong khi các phim noir cổ điển thường xuyên phải có cái kết là kẻ ác phải gánh chịu hậu quả, thì phim neo noir vượt qua ranh giới với bạo lực, tình dục và đạo đức mơ hồ. Cái kết thì đôi khi có thể gây ức chế khó chịu và kẻ ác thì không phải lúc nào cũng bị trừng trị. Thứ hai là sự nâng cấp về hình ảnh. Tất nhiên là nhờ những sự tiến bộ trong công nghệ làm phim, điểm dễ nhận thấy nhất là phim neo noir có màu. Tiếp đến là những cảnh long take cũng bắt đầu xuất hiện, hiệu ứng hình ảnh được thêm vào các pha hành động và thỉnh thoảng còn cả cách kể chuyện phi tuyến tính, khiến nội dung đã đen tối lại có thêm phần khó hiểu. Thứ ba là thoại. Trong phim noir cổ điển thì các nhân vật thường có lối nói chuyện dí dỏm, một cách cục xúc. Neo noir thì bị ảnh hưởng từ làn sóng mới của Pháp những năm 60, do đó thì cái thoại nó tự nhiên hơn. Và điểm cuối cùng là neo noir có nhiều thể loại phụ hơn. Noir cổ điển thường liên quan đến thám tử và xã hội đen. Neo noir thì mở rộng ra đôi khi đến cả khoa học viễn tưởng, ví dụ như là hai phần phim Blade Runner mà chúng tôi từng làm recap. Và để cho dễ hình dung hơn thì sau đây tôi sẽ giới thiệu một số phim nổi bật. Ngoại trừ Blade Runner tôi đã nói ở trên thì chúng ta có thể kể đến một số phim như là Chinatown năm 1974 của đạo diễn Roman Polanski. Nếu bạn nhìn vào danh sách phim của diễn viên Jack Nicholson thì có thể thấy là ông là người có khả năng chọn kịch bản thượng thừa, hầu như là không hề có phim nào dở hơi ngớ ngẩn, tất nhiên là bao gồm cả Chinatown. Đây có thể nói là thuộc dạng top của cả dòng phim noir nói chung rồi, chứ không phải là riêng neo noir. Cốt truyện của nó được đánh giá cao vì sự xoắn não, nội dung thì chủ yếu xoay quanh miền Nam California từ những năm 30. Bắt đầu thì là câu chuyện một anh thám tử tư đi điều tra ngoại tình, nhưng mà câu chuyện thật sự của nó thì vẫn còn viral đến ngày nay, đó là khát nước. Phim này là ví dụ hoàn hảo cho các đặc trưng của phim noir. Bầu không khí trong phim rất là mập mờ, mọi nhân vật trong phim đều gây nghi vấn và tình tiết thì không có gì là chắc chắn cả. Khi mà bí ẩn được giải quyết thì cái kết cũng không có hậu, và cái twist cuối của phim thì rất là tởm lợm. Vẫn là thành phố của những thiên thần thì tiếp theo chúng ta nói đến LA Confidential năm 1977 của đạo diễn Curtis Hanson. Bối cảnh là khoảng 20 năm sau so với Chinatown, nhưng mà sự lạm quyền tham nhũng thì Nguyễn Y Vân. Cảnh báo chí thì bị cảnh sát mua chuộc, chỉ biết giật tít cho kêu rồi đưa tin xàm xí. Nhân vật chính thì là một anh cảnh sát, con trai của một cảnh sát khác đã bị giết hại. Phim kể về hành trình đấu tranh của anh này chống lại sự thối nát của chính quyền và đồng thời là để trả thù cho cha. LA Confidential có tất cả những yếu tố của phim noir cổ điển, kết hợp với kỹ thuật làm phim hiện đại cùng kinh phí lớn. Nó được sản xuất vào thời kỳ đỉnh cao ngắn ngủi vào những năm 90 với cách sử dụng ánh sáng thông thạo 7 trước khi chúng ta bước vào cái thời kỳ mà mọi thứ đều được xử lý trên máy tính như hiện nay. Đây là một trong những phim đen mới đậm chất phim đen cũ nhất, xứng đáng dùng để tham khảo nếu bạn gặp khó với phim noir cổ điển. Còn nói về đột phá của phim neo noir, ít nhất là trong cách kể chuyện thì không thể không nói đến Memento năm 2000 của Christopher Nolan. Có một lưu ý nhỏ cho các bạn để trải nghiệm tốt hơn với Memento, đó là tránh xem phim cùng với những nhà logic học, mà bạn nên xem phim với những người mặc áo của trùm cuối và mua hàng của trùm Faker. Đúng vậy, trong tháng 12 này thì chúng tôi đang có những ưu đãi cực kỳ lớn trên shop trùm cuối, nơi chúng tôi bán mọi áo và sweater, hoodie, áo phông về đủ các chủ đề như là phim, game, anime. Cùng với đó là trùm Faker đã bắt đầu mở bán những con Faker cực kỳ đẹp với giá cực kỳ phải chăng. Các bạn có thể tham khảo ở đường link trong phần mô tả và bình luận. Các nhà logic học thì cùng một nhóm với hội cảnh sát chính tả, thường là không quan tâm đến ngôn ngữ điện ảnh hay là hàm ý nội dung mà chỉ chăm chăm tìm lỗ để chọc. Việc ngồi xem phim khoa học viễn tưởng hay là fantasy với mấy ông này thì đặc biệt là khó chịu. Nếu mà mấy con lợn có cánh bay với vận tốc ánh sáng quanh sao hỏa thì họ sẽ hỏi là chúng nó kiếm đâu ra đồ để mặc. Trở lại với Memento thì phim kể về một người đàn ông bị mất khả năng tạo ra trí nhớ ngắn hạn. Sau khi chứng kiến cảnh vợ bị giết hại dã man thì bất chấp tình trạng của mình, anh này vẫn quyết tâm tìm ra hung thủ. Khi mà xem phim thì các nhà logic học sẽ hỏi mấy câu như là làm sao mà anh ta nhớ rằng mình không có trí nhớ, hoặc là làm thế nào mà anh ta nhớ rằng vợ mình bị giết. Trong tình huống này thì bạn nên hẹn cho anh tài này đến gặp bác sĩ thần kinh để được giải thích một cách khoa học, sau đó để bạn có thể tập trung thưởng thức một trong những bộ phim sáng tạo nhất được sản xuất trong lịch sử. Ngoài ra thì còn có nhiều phim nổi tiếng khác như là loạt phim John Wick, một số phim của Tarantino như là Reservoir Dogs, Pulp Fiction hay là Jackie Brown, những phim được đánh giá cao của DC như là The Dark Knight, Joker hay là Watchmen. Đúng vậy, toàn là neo noir giả siêu anh hùng. Còn cả Silence of the Lambs, Seven hay là Taxi Driver, series Breaking Bad cũng có thể tính là neo noir. Nói chung là kể đến sáng mai thì cũng chưa hết nên là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Mà còn phải nhắc đến một dòng phim phụ mà người Mỹ gọi là phim noir nước ngoài, tức là phim noir không phải do Mỹ làm.
Nổi bật nhất thì có Oldboy của Hàn Quốc, hay là cái anime xoắn não Perfect Blue thì cũng được gọi là phim noir. Dù không thể coi như là một sự hồi sinh thật sự của dòng phim noir cổ điển do những đặc tính của thời đại là vô cùng khác biệt, nhưng mà chất lượng của phim neo noir là không thể phủ nhận, rất thích hợp nếu mà bạn không đi tìm tính giải trí khi xem phim và quan trọng là đã trên 18 tuổi. Hy vọng là các bạn có thể có được cái nhìn khái quát về dòng phim này. Tôi là Vui Vẻ của The Reviewer. Đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử vui vẻ, người chơi đồ nhi đồng thối tai, nhi đồng đá banh, nhi đồng mất não để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.